cái để cho anh em ở xa xem cái về. Xe này á thì cái biển số Bình Dương, cái biển số 61 Bình Dương á, là được rất là nhiều anh em dặn shop. Tại vì bây giờ anh em Bình Dương chơi 67 nhiều lắm. Chính chủ Bình Dương. Anh em nha, quay sát đây cho anh em ở xa xem. 01448 61 GA. Chính chủ Bình Dương nha. Hôm nay shop em lên sóng cho anh em một em chính chủ Bình Dương. Xe thì nói chung là sạch sẽ, máy móc thì thầm ha, và đặc biệt á là em này còn nguyên cái dè zin rất là đẹp. Không biết là chủ xe người ta mua người ta vô hay sao mình không biết, nhưng mà cái dè còn rất là ok luôn. Quay chậm chậm cái dè cho anh em ở xa xem. Lâu lắm rồi mới thấy được cái xe sinh viên mà được cái dè zin, máy móc là thì thầm. Máy thì cái dấu hình máy chỉ có 70 thôi anh em. Cấu hình máy là 70, 4 số CD anh em ha. Được cái là bộ giấy sườn lốp zin chính chủ Bình Dương. Được rất là nhiều anh em dặn shop em. Đầu tiên đi. Đầu tiên thì shop em sẽ quay cho anh em xem cái bình xăng lớn 67. Cái bình xăng này á thì nói chung là bình xăng zin, má xi zin, cao su thì cao su mới nha. Bình zin, má xi zin, cao su mới. Đó, cái chỗ này nó bị hơi xấu nè, chỗ này nó hơi bị xấu nè. Sáng mai shop em sẽ xử lý cho anh em nha, chỗ này nè. Chỗ này thì sáng mai mình sẽ xử lý cho anh em ở xa xem. Còn yên thì là yên này là gọi là yên cao cấp rồi, yên này là yên cao cấp rồi. Yên đã được ông anh ổng bỏ 650.000 ra, anh để anh bọc cái yên, anh độ mút thôi là 650. Anh em thấy cái yên dưới bình xăng ôm không? Đó, anh em thấy cái yên dưới bình xăng ôm ha. Ba ga thì ba ga cao cấp nha, rộng 16 ly. Thì những anh em nào á mà thường hay xem những cái clip của shop em á, những cái clip mà review ba ga thì anh em biết một cái ba ga 16 ly này ha, rất là dày, rất là chắc chắn. Và yên và dè á, dè thì dè zin anh em nha, dè thì dè zin, cốc zin, sơn zin. Cái này chắc ông anh này ông mua á, mà khi mà mình mua một cái dè này anh em biết rồi là không hề ít tiền ha. Một cái dè này nó phải tệ lắm á nha. Đây là mình đang cho nó tệ lắm, nó có bị nứt nhẹ thì mình cho tệ đi, cái giá tệ lắm nó phải 7 triệu anh em nha, nó phải 7 triệu. Dè zin còn bóng như vậy, cốc zin, cốc sơn zin luôn. Cái này chắc mình nghĩ ông anh này ông vô xe nào. Ơ Thiện ơi, có cái chiếc xe kêu quấn em đi ông vô hả. Quay xuống đây cho anh em xem niền câm, niền câm, quay vô niền câm cho anh em ở xa xem đó. Quay vô niền câm cho anh em xem, đùm niền câm, đùm sạch sẽ nha, đùm là đùm zin, đùm là đùm zin nha. Niền câm thì sạch sẽ sáng sủa đó. Có làm sao thì mình quay vậy cho anh em xem. Và những cái chiếc xe của bên shop em bán á, lúc nào mình cũng review rất là thiệt tình, rất là chính xác. Có làm sao mình quay vậy cho anh em, cái nào mới báo mới, cái nào cũ báo cũ, cái nào zin, cái nào lô báo rõ ràng cho anh em ở xa xem. Khi mà mình quay như vậy, anh em cọc, shop em ship tới tận nhà cho anh em. Khi mà mình quay sao thì khi mà xe về tới anh em thì nó phải như vậy. Đó, thì nó phải như vậy. Gấp là gấp 67 zin nha. À mà đặc biệt nè, anh em quay sát đây cho anh em xem. Đặc biệt á, cái xe này á, nước sơn mình đó là sơn hơi nhám nha, chứ không phải là sơn bóng. Đó anh em lưu ý nha. Hơi nhám. Đó cái vàng sườn nè, đây luôn. Sườn luôn. Đó, nước sơn nhám nha, chứ không phải là nước sơn bóng nha, không phải là đen bóng nha. Cái này là sơn đen nhám. Có làm sao mình quay như vậy, mình quay rõ ràng vậy cho anh em xem. Có làm sao mình quay như vậy. Nước sơn đen nhám. Và cấu hình máy của em nói là cấu hình máy 70. 4 số CD anh em nha, cấu hình máy là 70, 4 số CD. Xe thì sạch sẽ, mình bảo đảm với anh em luôn. Em này thì máy móc là thì thầm rồi anh em nha. Nhưng mà cái cấu hình 70 nó đi rất là ok. Tại vì mình đi từ Bình Dương về tới quận 12 á, chạy cảm giác nó giống như là nó nhẹ lắm, nó nhẹ lắm chứ không phải là giống như nó chạy ì người ta đâu. Xe chạy rất là nhẹ anh em nha. Bây giờ anh em nhìn nè, máy rất là sạch sẽ. Máy rất là sạch sẽ. Bô này không phải là bô móc, nó không phải là bô móc nhưng mà nghe cũng rất là hay, rất là ok. Ha. À, lên trên đây quay cho anh em xem. Cái ghi đông này là ghi đông CDS anh em nha. Ghi đông là ghi đông CDS hàng 11. Cái này ông anh ông thích đi cao cao hơn cái zin 67.
cùm là cùm mới nha, cùm là cùm mới, mình mới vô cho ông anh luôn, mình mới vô cho anh em. À, tại vì cái cùm của nó gơ gơ hết trơn rồi, mình thay cùm mới luôn cho anh em luôn. Phụt trước là phụt trước zin, phụt trước zin, đùm trước zin, nền căm thì hàng mới sạch sẽ, nó sạch sẽ thôi anh em nha, nó sạch sẽ gọn gàng đó. Có làm sao quay vậy rõ ràng cho anh em ở xa xem, đùm nền căm đó. Rồi bây giờ qua đây quay cho anh em xem đi ha. Mình bẻ cái xe qua đây cho anh em, cho cái biết sao không? Cái phía sáng á, cái phía ánh sáng á, để cho anh em xem, những ông anh, những ông chú ở xa xem được rõ hơn đó. Nói chung là biển Bình Dương nè, Đồng Nai nè, thì rất là nhiều anh em ới shop em, dặn shop em hoài á, nhưng mà mình không có hứa, tại vì những cái xe này thì nó nói chung là nó vô chừng lắm, nên nói về biển số rồi mình không có dám hứa à. Có làm sao mình nói vậy cho anh em xem đây, quay rõ ràng hết sườn sạch sẽ. Và đây nè, đây sườn lắp zin nha, sườn lắp zin đó, quay cho anh em xem à, quay cho anh em ở xa xem rất là đẹp. Số rất là chuẩn, số máy cũng vậy luôn, số khung số máy là chuẩn chỉ. Và shop em cũng xin báo giá luôn, em này là chính chủ Bình Dương, biển số 61, đang đi với cấu hình là 70, 4 số CD anh em nha, 4 số CD, biển số Bình Dương, sườn lốc zin. Và giá của em nó là 24.500.000 anh em nha, 24.500. Và anh em nào muốn xem trực tiếp cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Số điện thoại của shop em là 0948 265 265 anh em ha. Đó, cái gì không, mình nghĩ đây, cái gì này chắc ông chủ xe cũ á ổng lên. Đây, cái gì đẹp lắm, cái gì nó nói chung là cái gì rất là ok bóng. Và đây nè, đây quay sát được cái này, có làm sao quay vậy nha, có làm sao mình quay vậy á, mình không có giấu giếm. Ở đây là mình bán buôn bán đàng hoàng, không giấu giếm. Đây có nứt nè, có nứt chỗ này, còn ngoài ra đằng sau thì đẹp nha, đằng sau thì có hàng nhưng mà hàng rất là thẩm mỹ đó. Quay rõ ràng vô cho anh em xem, và mình có làm sao thì mình quay vậy à, mình không có bậy bạ gì hết. Xe làm sao quay vậy, khi mà về tới anh chỗ anh em á đó, khi mà về tới chỗ anh em là nó phải vậy. Đây máy móc nè, nói chung là xe này thì máy khỏi phải bàn tới rồi. Này nè, ồn anh em, ồn anh em nghe ồn không, anh em mưa lớn quá trời luôn, ở Sài Gòn 12 mưa lớn quá trời luôn. Này dặn nhỏ là do anh em nghe tiếng máy nha, tắt cái xi nhan nha. Qua này đi, qua này, ra đây một vòng đi anh em, để mình review cho anh em nha, một vòng ở tại shop phụ tùng 67 nguyên dễ thương nhất Sài Gòn nha. Anh em thấy mưa lớn không, qua đây, ra đây bảo em quay cho anh em ở xa xem mưa lớn không. Những cái xe này là ra Hà Nội nè, gói ra chuẩn bị ra Hà Nội nè. Mưa lớn ghê anh em, đây đó, ngập luôn anh em thấy không, ngập luôn rồi, mới mưa mới tầm 15 phút mà ngập luôn. Đây ở đây nữa đó, khung cảnh cái chỗ làm xe của shop em đó, mưa lớn không. Thì những anh em nào mà muốn xem trực tiếp xe hay là phụ tùng, cứ việc ghé qua địa chỉ của shop em là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 anh em ha. Đó, mưa lớn ghê không. Xe này thì của khách đem lên dọn ha, hai xe kia cũng của khách đem lên dọn luôn, gửi dọn full xe. Còn xe kia thì xe đỏ kia thì bữa em mới quay cho anh em á, xe bánh mâm á, xe đó có ông anh Bình Dương anh cọc rồi, tính một chút nữa đi á, nhưng mà mưa lớn quá chắc là sáng mai là giao bên Bình Dương chiếc xin là màu đỏ đó. Rồi tiếp tục ơi, chưa quay xong làm gì vậy, thầy đang quay làm gì vậy, dẹp đi luôn rồi đó, quay một vòng mới đi cho anh em ở xa xem. 24.500.000, và anh em nào mà cảm thấy ok có việc điện thoại trực tiếp cho shop em ha. À, còn muốn xem hình chi tiết thì cuối video lúc nào shop em cũng để những tấm hình để cho anh em ở xa xem cho rõ ràng. Và muốn xem chi tiết hơn nữa, cứ việc điện thoại trực tiếp qua Zalo của shop em là 0948 265 265. Cảm ơn những anh em ở xa đã xem video nha. Nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng anh em ha. 61 Bình Dương, chính chủ Bình Dương. Ok, cảm ơn anh em. Bye bye.